Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù là một thanh niên trai tráng, một người trung niên, phụ nữ hay trẻ em, mỗi người cho chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Đó chính là thực tế đang diễn ra nhiều nước trên thế giới, bất chấp tuyên bố chấm dứt nạn buôn bán nô lệ cách đây hơn một thế kỷ. Trên thế giới đang có khoảng 2,5 triệu người là nạn nhân của bọn buôn người và hoạt động tội phạm này đang diễn ra ở mọi quốc gia, mọi khu vực. Họ bị lừa, bị ép bán dâm, lao động cưỡng bức và những hình thức nô dịch khác mà phần lớn không có cơ hội có thể trốn thoát được. Hồi chuông về tệ nạn này vừa được gióng lên mạnh mẽ vào ngày hôm qua 18 tháng 11 khi hơn 600 nạn nhân từ Myanmar và Bangladesh được giải cứu khỏi một tàu cá ở ngoài khơi vùng biển Nam Á. Các nạn nhân này được tìm thấy trên một tàu cá dài 22 mét treo cờ Myanmar cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 400 km. Tất cả những người này đều ở trên tàu gần biên giới Bangladesh-Myanmar. Đầu tiên, thuyền cố gắng đi về phía Tây, đến Myanmar, nhưng chúng tôi đã đuổi được thuyền. Hiện nay, 14 thuyền viên trên tàu đã bị bắt giữ. Các quan chức bảo vệ bờ biển Bangladesh cho biết, các nạn nhân thường định đi đến Malaysia, nhưng họ bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan. Họ bị giữ ở đó để đòi tiền chuộc. Các nạn nhân thường bị giam giữ cho đến khi người thân của họ trả tiền chuộc để giải cứu. Nếu khoản tiền chuộc không được thanh toán, những kẻ buôn người sẽ giết họ hoặc bán họ làm nô lệ. Hàng ngàn người Hồi giáo Rohingya đã rời Myanmar trong tháng qua và vẫn chưa đến được nơi họ định đến. Thông tin này dấy lên lo ngại rằng tàu của họ bị những kẻ buôn người ở ngoài khơi ngăn cản vào bờ. Bạo lực, chiến tranh, đói nghèo là những nguyên nhân thường gặp nhất đưa nhiều người trở thành nạn nhân của nạn buôn người mà không hề hay biết. Nhưng mà giờ đây, ngay cả những nơi không tiếng súng, xã hội phát triển cũng xuất hiện loại tội phạm này với những thủ đoạn tinh vi hơn rất nhiều. Chúng có thể bất ngờ bắt cóc một cô hay là cậu bé đang ở nhà hay là đi trên đường, để lại nỗi đau buồn và phẫn nộ cho gia đình nạn nhân mất tích. Câu chuyện của những gia đình sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn thực trạng này. Cô Marcela Martinez là một luật sư, nhưng cô đã quyết định nghỉ việc để tập trung tìm kiếm cô con gái 17 tuổi của mình. Con gái nhỏ của Martinez có tên là Zalet đã bị mất tích vào ngày 4 tháng 6 vừa qua. Và cô Martinez tin rằng con mình đã bị một nhóm buôn người bắt cóc sau khi con trai 10 tuổi của cô liên tục nhận được những lời đe dọa không rõ danh tính. Thật khủng khiếp cho tôi vì họ đang đe dọa con trai tôi. Điều này cũng đang phản ánh rằng chúng tôi đang đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm con gái tôi và đưa những kẻ này ra ánh sáng. Mỗi năm có hơn 300 vụ mất tích, một cách bí ẩn ở Bolivia được thông báo, hầu hết là các phụ nữ trẻ. Nhiều tổ chức phi chính phủ lo ngại rằng những người này đang bị lạm dụng tình dục. Một năm nay tôi không tìm thấy con tôi. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với con tôi. Tôi phải tìm ra con. Trong khi đó, nhiều gia đình ở Bolivia đề nghị chính phủ cần có cuộc điều tra nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng cần phải đẩy nhanh hơn tiến trình điều tra. Mỗi phút trôi qua lại là nỗi ám ảnh và lo sợ đối với gia đình có người thân bị mất tích. Năm 2013, số lượng các trường hợp buôn người được ghi nhận ở Bolivia đã tăng gấp 10 lần so với 9 năm trước, đặt ra câu hỏi về vấn đề an ninh trong xã hội Bolivia. Nếu như năm 2005 chỉ có 35 trường hợp được thông báo, thì đến năm 2013 đã có 363 trường hợp được ghi nhận. Trong khi đó, năm 2012 có 456 trường hợp mất tích, được cho là do các tay buôn người gây ra. Nỗi buồn này cũng xảy ra đối với gia đình anh San Haiyang ở Trung Quốc khi cậu con trai 3 tuổi bị mất tích. Năm 2013, anh San Haiyang đã quyết định chuyển cả gia đình ra vùng nông thôn sống. Nhưng chỉ một tuần sau đó, giấc mộng có một cuộc sống tốt đẹp hơn đã tiêu tan khi cậu con trai có tên San Zhou đã biến mất. Khi tôi về nhà, tôi không thấy con đâu. Mọi người nói là hình như cháu bị bắt cóc. Tôi không tin, nhưng cuối cùng tôi đã tin vào việc này. Một camera được đặt gần chỗ bé San Zhou chơi đã ghi lại giây phút kinh hoàng mà bé San Zhou đã trải qua. Những hình ảnh từ camera đã cho thấy một người đàn ông cầm một món đồ chơi để dụ dỗ bé Zhou và bé đã lại gần. Mỗi khi xem lại đoạn băng này, tôi không thể kìm được nước mắt. Những kẻ buôn người không chỉ lấy đi đứa con của tôi, mà còn lấy đi tinh thần của tôi. Chúng thật là táng tận lương tâm. Theo thống kê của Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc,
ít nhất 10.000 đến 20.000 người ở Trung Quốc đã bị bọn buôn người bắt cóc mỗi năm. Đó là câu chuyện của những người có người thân bị bắt cóc. Có thể thấy những tay buôn người không chỉ bắt đi người thân mà còn lấy đi cả tâm trí của những người ở lại. Vậy còn những nạn nhân, họ đã trải qua tình trạng này như thế nào? Cass Rosenblatt không thể quên những gì xảy ra với mình. Năm 19 tuổi, mẹ và cô đã quyết định đến bãi biển Miami để nghỉ hè. Khi màn đêm buông xuống, Cass cùng mẹ đi ra biển. Mẹ cô đi trước và cô đang đi lang thang ở phía sau. Khi chúng tôi đang đi dạo ngoài biển, có người đến nói chuyện với chúng tôi, mời mẹ và tôi đi uống nước. Mẹ tôi đã đồng ý đi uống nước với họ. Kate nhớ lại rằng mẹ và cô đã vô cùng hào hứng nói chuyện với người đàn ông này. Sau đó họ bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Kate thấy mình đang trên một chiếc ô tô. Cô bị trói tay, trói chân, bịt miệng và bịt mắt. Cô cũng không biết là đang bị đưa đi đâu. Sau 2 ngày trên ô tô, cô đã được đưa đến gần biên giới với Mexico. Tại đây, những kẻ buôn người đã bán cô cho một tay buôn khác. Cô thấy mình cùng rất nhiều người khác cũng đang bị bán. Cô đã được đưa đến một ngôi nhà hoang. Và cô đã bị cưỡng ép quan hệ với 10 người đàn ông trong một ngày. Cô luôn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình trạng này trong suốt hơn 10 năm bị bắt cóc, nhưng không thành. Mọi chuyện may mắn chỉ đến với cô sau khi một người khách trả một khoản tiền cao cho chủ để cô ra ngoài với hắn. Lợi dụng thời cơ này, cô đã quyết định trốn thoát và tìm người giúp đỡ. Dù đã 2 năm trôi qua, Kate Rosenblatt đã hòa nhập lại với cuộc sống, nhưng cô vẫn không thể tìm thấy mẹ của mình. Và đôi lúc, những ký ức kinh khủng lại ùa về với cô. Câu chuyện đau lòng của một cô gái người Mỹ bị bắt cóc buôn bán làm nô lệ tình dục suốt hơn 10 năm hay nỗi hoang mang của những gia đình có con bị mất tích bí ẩn đã cho chúng ta thấy phần nào thực trạng buôn bán người trong xã hội hiện đại hiện nay. Nó sẽ không dừng lại nếu chính phủ các nước thiếu sự quyết tâm và đoàn kết trong vấn đề này. Các loại câu chuyện xã hội nhức nhối này, chúng ta sẽ đến với một sự kiện đang rất nóng tại Nhật Bản. Trong một động thái khá bất ngờ vào chiều tối ngày hôm qua theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố quyết định giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử lại vào ngày 14 tháng 12 năm nay, đồng thời cho lùi thời hạn tăng thuế VAT. Đây đều là những vấn đề mang tính quyết định đến đường lối phát triển của Nhật Bản trong thời gian tới. Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố lùi thời điểm tăng thuế tiêu dùng đợt 2 từ 8% lên 10%, theo dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm 2015 sang tháng 4 năm 2017, chậm hơn 1 năm rưỡi so với kế hoạch. Theo ông Abe, Nhật Bản đã có cơ hội chấm dứt quá trình giảm phát đã gây trì trệ cho nền kinh tế nước này trong suốt 20 năm qua, và ông không chấp nhận cơ hội này bị bỏ lỡ vì những hậu quả không mong muốn từ việc tăng thuế. Cuối cùng thì chúng ta cũng nắm được cơ hội để thoát khỏi tình trạng giảm phát đã làm đình trệ nền kinh tế nước ta suốt 15 năm qua. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta không thể trở lại thời kỳ đen tối và nhiễu nhường đó. Tuy nhiên, Thủ tướng Shinzo Abe cũng tuyên bố việc phá bỏ lời cam kết tăng thuế tiêu thụ là điều đáng tiếc và ông muốn hỏi ý kiến quốc dân về quyết định này. Ông Shinzo Abe sẽ giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử lại vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Nếu Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền LDP chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, đây sẽ được xem như sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đối với chính sách kinh tế của ông Abe, và Đảng LDP sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát Hạ viện, viện có tiếng nói quyết định trong cơ chế chính trị của Nhật Bản thêm 4 năm nữa. Các đảng đối lập tại Nhật Bản đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với quyết định của ông Abe và khẳng định sẽ đưa vấn đề này ra phiên họp Quốc hội hôm nay, 19 tháng 11. Sở dĩ ông Abe phải hoãn lại kế hoạch tăng thuế VAT lần thứ hai là vì nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào suy thoái trong quý 3 vừa qua. Theo cuộc thăm dò dư luận được kênh truyền hình Nippon News Network của Nhật thực hiện cách đây 2 ngày, 66% số người được hỏi phản đối quyết định giải tán quốc hội và bầu cử sớm, đồng thời tỷ lệ ủng hộ nội các tiếp tục giảm xuống còn 45%. Trong khi đó, giới quan sát nhận định chương trình hoãn tăng thuế của Nhật Bản còn có nguy cơ gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư về tình trạng trả nợ lâu dài của quốc gia này. Thống kê vừa được công bố hôm 17 tháng 11 cho thấy GDP thực tế của Nhật Bản giảm 1,6% trong quý 3 năm 2014, trong bối cảnh các gia đình hạn chế chi tiêu và các công ty giảm vốn đầu tư cơ bản. Như vậy, quý 3 là quý thứ hai liên tiếp kinh tế Nhật suy giảm. Chúng ta thậm chí còn chưa đạt được mục tiêu giảm lạm phát xuống 2% mà Ngân hàng Nhật Bản đề ra. Bởi vậy, kinh tế Nhật Bản vẫn chưa thể thoát khỏi giảm phát.
Trong cuộc họp báo chiều qua, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định sau lần này, chương trình tăng thuế từ 8% lên 10% sẽ không bị trì hoãn thêm bất cứ một lần nào nữa. Để làm dịu nỗi lo của người dân cũng như các nhà đầu tư, ông Abe cũng cam kết duy trì chính sách cân bằng nguồn ngân sách cơ bản, yếu tố chính đảm bảo tính bền vững tài khoá vào năm 2020. Chính quyền của Thủ tướng Abe cũng sẽ vạch ra một lộ trình chi tiết vào mùa hè tới. Nhiều nhà chính trị cho rằng cuộc bầu cử vào tháng 12 tới sẽ khiến đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe bị mất vài ghế trong Hạ viện với lần bỏ phiếu trước đó vào năm 2012, thời điểm Đảng Dân Chủ Tự Do và Kumeito giành được 325 ghế trong tổng số 480 ghế. Song ông Abe vẫn hối thúc, ông cần các cử tri chấp thuận cho quyết định chính trị quan trọng này và cuộc bầu cử là cơ hội tìm ra lối thoát. Chiến dịch tranh cử sẽ khởi động từ ngày 2 tháng 12 và bỏ phiếu chính trị vào ngày 14 tháng 12. Kinh tế khó khăn cũng khiến cho nguồn ngân sách dành cho quân đội sụt giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch khôi phục vị thế mạnh mẽ của Nhật Bản mà Thủ tướng Abe đề ra trước đó. Trong một nỗ lực nhằm cải thiện hình ảnh của công chúng dành cho những người mặc áo lính, mới đây lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tung ra một chiến dịch marketing vô cùng táo bạo. Theo đó, thì quân đội Nhật Bản thu hút giới trẻ tham gia quân ngũ bằng cách phát hành một album và DVD về cuộc sống của quân nhân với hình ảnh và tư thế trẻ trung gợi cảm. Series phim ảnh mang tên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bao gồm những bức ảnh đời thường của 60 quân nhân từ phi công lái máy bay phản lực, binh sĩ trên tàu khu trục cho đến các chiến sĩ pháo binh. Tất cả hé lộ một khía cạnh đời thường mới mẻ mà những cuốn tạp chí quân sự không thể có được. Thay vì những bộ quân trang nghiêm nghị hàng ngày, họ khoác lên mình những bộ cánh thời trang của các ngôi sao nhạc pop hay những siêu mẫu thời thượng. Thậm chí, một số người còn táo bạo với ảnh ngược trần. Tất cả nhằm thổi một luồng gió mới và thu hút sự chú ý của các bạn trẻ tham gia quân ngũ. Tôi nghĩ cách tiếp cận này chắc chắn sẽ gửi đi thông điệp một cách hiệu quả đến giới trẻ. Người Nhật Bản vẫn được biết đến với đức tính, dễ thương, đáng mến. Do đó, đây sẽ là nhịp cầu để mọi người hiểu hơn về đời sống người lính chúng tôi. Ban tổ chức cho biết, ban đầu, các quân nhân đều khá miễn cưỡng tham gia vào chiến dịch chụp ảnh. Tuy nhiên, sau khi được giải thích mục đích của hoạt động này, các nam nữ quân nhân đều vui vẻ nhận lời và rất nhiệt tình tạo dáng trước máy ảnh. Người trẻ Nhật Bản vẫn hiếm khi nhận thức được sự hiện hữu của quân đội tại đất nước này, trừ khi họ có người nhà hoặc bạn bè nhập ngũ. Vậy nên tôi đồng ý tham gia dự án với hy vọng nó sẽ giúp thanh niên Nhật Bản biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Lúc đầu thì tôi cũng hơi ngại khi hình dung ảnh của mình xuất hiện trong một cuốn tạp chí. Nhưng khi nhận được ấn phẩm đã in, tôi cảm thấy rất vui vì nhìn tôi lên ảnh cũng khá sáng sủa. Nhà xuất bản Takeshobo, đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản cho biết hơn 16.000 album đã được bán kể từ tháng 5 vừa qua. Và đây là một con số khá ấn tượng với danh mục ảnh chân dung của người không nổi tiếng. Nhật Bản một thập niên qua liên tục trải qua các vụ từ chức, giải tán quốc hội và thay nội các mới trong bối cảnh nền kinh tế có xu hướng chững lại. Quyết định giải tán nội các và bầu cử sớm với Thủ tướng Abe là một việc chẳng đừng, nhưng mà là cơ hội để ông tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri sau nhiều quyết định táo bạo gây tranh cãi vừa qua. Liệu nhà lãnh đạo này có thành công? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong thời gian tới. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.